Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Em của mình. Thì trong video các bạn, chúng ta sẽ thấy được cái tính cách của tiến sĩ Nicholas. Các bạn là người rất khiêm nhường, là người rất là trung thực và là người mà kiên định trong cái mục tiêu của mình. Theo mình nghĩ thì nếu như các beginner chúng ta mà cũng học hỏi được cái tính cách của Nicholas thì chúng ta cũng dẫn đến thành công. Đây, chúng ta hãy cùng nhau xem bài viết này các bạn nhé. Giải phóng tiềm năng vô biên theo bước chân tiến sĩ Nicholas đến thành công. Khi nói về thành công, chúng ta thường quan tâm đến những người đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công. Một ví dụ về một người nên trở thành một nguồn cảm hứng là tiến sĩ Nicholas. Anh ấy khiêm tốn, kiên định và có ý định ban đầu không thay đổi. Trên con đường của mình, tiến sĩ Nicholas đã tiếp tục đi và truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên đường đi. Bài viết này sẽ khám phá những bước quan trọng mà tiến sĩ Nicholas đạt được thành công và cách chúng ta có thể noi theo bước chân của ông. Trước hết, một trong những bí quyết của tiến sĩ Nicholas là thái độ khiêm nhường. Anh ấy không bao giờ coi thường bất cứ ai hoặc cảm thấy mình tốt hơn bất kỳ ai khác. Khiêm tốn là một đặc điểm giúp anh ấy kết nối với những người khác và tiếp tục học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Với sự khiêm tốn, tiến sĩ Nicholas luôn sẵn sàng học hỏi và phát triển. Tiếp theo, tiến sĩ Nicholas có sự kiên trì đáng kinh ngạc. Anh ấy có một quyết tâm mạnh mẽ để tiếp tục bất chấp những thách thức và trở ngại. Tiến sĩ Nicholas nhận ra rằng hành trình đi đến thành công không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy học hỏi từ những thất bại và sử dụng chúng như bước đệm để đạt được thành công lớn hơn. Sự kiên trì này đã cho phép tiến sĩ Nicholas tiếp tục tiến về phía trước ngay cả trong những tình huống khó khăn. Ý định ban đầu của tiến sĩ Nicholas cũng là một nhân tố quan trọng trong hành trình thành công của anh. Anh ấy có một tầm nhìn rõ ràng về những gì anh ấy luôn đạt được và luôn trung thực với mục tiêu của mình. Ý định chân thành cho phép tiến sĩ Nicholas tập trung và có động lực đối mặt với những thách thức trên đường đi. Anh ấy không bao giờ lạc lối và luôn cố gắng biến ước mơ và mục tiêu của mình thành hiện thực. Với tiến bộ không giới hạn, theo bước tiến sĩ Nicholas hướng tới thành công. Thường được hầu hết tất cả những người tiên phong thảo luận liên quan đến điều này đã trở thành nguồn cảm hứng cho chúng tôi và hy vọng bài viết này cũng sẽ trở thành một tinh thần mới cho tất cả những người tiên phong đã đọc đó. Theo dõi từ tài khoản Twitter của một người tiên phong có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, anh ấy rất cảm động trước thái độ khiêm tốn trong các bài đăng của tiến sĩ Nicholas được tài khoản Twitter Mr. Skibs chia sẻ như sau. Tiến sĩ Nicholas của anh ấy đã nói với tôi rằng ông ấy là người sáng tạo, ông ấy là người sáng lập và ông ấy là người sáng lập vì ông ấy không phải là người đã phát hiện ra ông ấy. Đây, cái tài khoản là Mukrat Kajabas nè các bạn. Mình cũng đã search sẵn này ha, có tích xanh. Tiến sĩ Nicholas luôn tiến hành một cách khiêm tốn, đều đặn và chắc chắn. Ý định ban đầu của anh ấy không thay đổi và anh ấy tiến lên một cách vững chắc. Hãy là người tiên phong và điều chỉnh tư duy của mình, điều bất ngờ sẽ theo sau bạn. Đó, tức là chúng ta hãy học hỏi từ cái tính cách của cái Nicholas nha. Rồi, tiếp theo, cải thiện tư duy là một khía cạnh quan trọng khác trong hành trình thành công của tiến sĩ Nicholas. Ông nhận ra rằng suy nghĩ và niềm tin của chúng ta có thể ảnh hưởng đến kết quả chúng ta đạt được. Do đó, tiến sĩ Nicholas không ngừng nỗ lực để cải thiện suy nghĩ của mình, thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực và phát triển sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân. Sự thay đổi trong suy nghĩ này đã giúp tiến sĩ Nicholas đối mặt với những trở ngại bằng một thái độ lạc quan hơn và góp phần vào thành công của ông. Thông qua các bước này, tiến sĩ Nicholas đã trở thành người tiên phong thay đổi và là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Cuộc đời của anh ấy dạy chúng ta rằng thành công không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là cách chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Đối với những người trong chúng ta, những người muốn đi theo bước chân của tiến sĩ Nicholas để đạt được thành công, có một số bài học quý giá mà chúng ta có thể rút ra. Đầu tiên, chúng ta cần xây dựng sự khiêm tốn. Hãy nhớ rằng thành công không khiến chúng ta giỏi hơn người khác, mà trở thành sân khấu để chia sẻ điều tốt đẹp và ảnh hưởng tích cực đến người khác. Quá tuyệt vời! Thứ hai, chúng ta cần phát triển sự kiên trì mạnh mẽ, chấp nhận rằng hành trình đi đến thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những trở ngại và thất bại trên đường đi. Tuy nhiên, đừng để những điều đó ngăn cản bạn. Học hỏi từ thất bại, đứng dậy và bước tiếp với quyết tâm không mệt mỏi.
Hơn nữa, chúng ta phải giữ nguyên ý định ban đầu, xác định rõ mục tiêu của chúng ta và cam kết đạt được chúng. Hãy giữ cho ngọn lửa đam mê cháy mãi trong chúng ta. Ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách, trở ngại, ý định chân thành sẽ là động lực chính để tiếp tục tiến về phía trước và đạt được thành công mà chúng ta mong muốn. Ngoài ra, điều quan trọng là phải liên tục cải thiện tư duy của chúng ta, nhận ra rằng suy nghĩ của chúng ta có sức mạnh to lớn trong việc định hình thực tế của chúng ta, thay thế những kiểu suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực, đồng thời tin tưởng vào khả năng và tiềm năng của chính bạn. Với một tư duy mạnh mẽ và tích cực, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những thách thức, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và sống một cách tự tin. Để trở thành người tiên phong thay đổi không chỉ là đạt được thành công cá nhân mà còn là tạo ra tác động tích cực đến môi trường xung quanh chúng ta. Đừng ngại chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và lòng tốt của bạn với người khác. Cảm hứng và sự ngạc nhiên sẽ theo chúng ta khi chúng ta xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và ảnh hưởng đến người khác theo những cách tích cực. Khi theo dõi hành trình tiến tới thành công của tiến sĩ Nicholas, chúng ta cũng phải nhớ rằng hành trình này là duy nhất đối với mỗi cá nhân. Mỗi người đều có những điểm mạnh, tài năng và ước mơ khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là phải trung thực với chính mình và sống cuộc hành trình theo các giá trị và mục tiêu cá nhân của chúng ta. Bằng cách lấy cảm hứng từ tiến sĩ Nicholas, chúng ta có thể tiến tới thành công lớn hơn. Khiêm tốn, kiên trì, ý định ban đầu không thay đổi và tư duy được cải thiện sẽ là những trụ cột quan trọng trong hành trình của chúng ta. Hãy là những người tiên phong thay đổi cuộc sống của chính chúng ta và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và những người khác. Ngô Hocanew. Mình nghĩ đây là một cái bài viết khá hay các bạn, mà các beginner chúng ta trong giai đoạn này cần phải học sự tích cực các bạn. Chúng ta cần phải nhìn nhận sự tích cực trong cái mạng bi và chúng ta cũng tiến lên với những cái tính cách giống như Nicholas để đi đến thành công hơn nữa các bạn, chứ không phải là chỉ suy nghĩ tiêu cực đâu. Đa số là suy nghĩ tiêu cực thì thường dẫn đến kết quả tiêu cực các bạn, nó không có tốt. Cho nên là mình nghĩ cái bài này là nguồn cảm hứng rất là lớn, không chỉ cho bản thân mình mà cũng như các bạn nữa. Cho nên là chúng ta cần học hỏi theo cái tính cách của Nicholas các bạn. Khiêm tốn, trung thực và không bao giờ thay đổi ý định của chúng ta. Chúng ta có siêng năng hơn nữa, chúng ta phải cải thiện bản thân hơn nữa để phát triển tốt hơn nữa và đi đến thành công các bạn nha. Hy vọng là tất cả cái bài viết này á, nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn và các bạn sẽ thay đổi từ bây giờ. Thì chúng ta sẽ là những người thành công trong tương lai các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi nào có những thông tin hay hơn và tích cực hơn thì mình sẽ cung cấp cho các bạn để chúng ta cùng nhau đi đến thành công. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.